lúc này chuyển qua nghề gác đèn xanh đèn đỏ. Thưa quý vị các bạn, chào con. Coleman đang có mặt tại trung tâm thành phố Long Khánh. Ở đây là số 40 đường Hùng Vương. Số 40 đường Hùng Vương thành phố Long Khánh. Ở đây có một phía sau lưng mình là một cái quán ăn rất là nổi tiếng và rất là lâu đời ở đây, hơn nửa thế kỷ. Quán ăn hủ tiếu Á Thành. Nhưng mà cái tên cái quán đó, nhìn cái bảng hiệu là mọi người nhìn thấy cái bảng hiệu này chắc là nó xa xưa lắm rồi đó. Lắm lắm luôn. À, nhưng mà để cái tên rất là vui nha, Á Thành Trà Gia. Nghe nói hủ tiếu đây ngon lắm. Rồi bước vô là mình có thể thấy có quầy bánh, có quầy bánh bao. Oh, wow. Oh, có cả bánh bao nữa nha. Rồi chắc mình ngồi đây đi. Đổi bánh quá trời bánh luôn rồi, đã vậy. Ở đây có bánh xếp nữa nè, bánh xếp ngon. Dạ, chào cô. Ôi, hủ tiếu ngon quá, hủ tiếu ngon quá. Tôi coi ăn cái gì nè. Hủ tiếu khô, hủ tiếu khô. Dạ, chào cô. Chào cô, hủ tiếu khô nha cô. Hủ tiếu khô chưa? Dạ. Nghe nói quán mình 50 năm hả cô? Năm 70 tới giờ. Ủa, năm 70 hả? Năm 70 là hơn 50 năm luôn. Mình cho 50 năm đi. Mình sinh năm 69. Quán này là nhỏ hơn mình có 1 tuổi. Lớn hơn 1 tuổi chứ. Dạ, thì quán này nhỏ hơn em 1 tuổi. Dạ. Dạ là lúc 1 tuổi hình như mẹ mình có dắt đi ăn ít. Dạ, cho em một tô khô. Trời, ngon quá. Nhìn cái bếp này giả mang không? Ủa, quán buổi sáng đó hả chị? À, buổi sáng bán hủ tiếu, buổi chiều bán bánh canh cua mì xào giòn. Rồi cho em hai tô, cho em tô xương luôn nha, cho em tô xương luôn. Rồi rồi. Dạ, thập cẩm đi, cho nó thập cẩm đặc biệt đi cho nó hấp dẫn. Dạ. Gì chứ vô thấy có cái này là mình khoái rồi. Ôi ơi, nhìn ớt đã chưa? Rồi rau kìa. À. Rau tần ô. Trời ơi, lâu lắm mới thấy ăn mì mà có rau tần ô nha. Rồi thôi để mình qua đây mình ngồi. Mình ngồi đâu? Mình đâu ta? Dạ. Ủa, tô xương ngon quá vậy. Ngồi đây đi, cho mấy người cho đây làm, cho Miri làm background đi cho đẹp. Trời ơi, cục xương nó ngon quá chú. Rồi đi dọn giùm luôn. À thôi, để anh làm đi cho nó lẹ. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Trời ơi, kiếm được cái quán này hay thiệt luôn. Tại vì hôm bữa thật ra cũng chia sẻ với quý khán giả là cũng mình cũng không phải ha, cũng không phải hay ho gì đâu. Mà là vì ở công ty mình là có mấy bạn là quê Long Khánh. Đó. Thì mấy bạn mới nói, ủa sao anh về Long Khánh anh đã ăn hủ tiếu Á Thành chưa? Mình mới nói là hủ tiếu Á Thành hả? Nghe tên lạ vậy. Hủ tiếu đó hơn 50 năm rồi. Lần đợt này mình về mình chợt nhớ lại sáng nay, mặc dù là hôm qua là tơi bời nhưng mà sáng nay vẫn phải cố gắng vậy ăn để review. Dạ. À, anh thử rồi vô cái quán nhìn thấy cái bảng hiệu là thấy mình biết lâu đời rồi, vô thấy cái nhà bếp mình chán vô cùng. Phát hiện ra quán này là since 1970, tức là từ năm 1970.
52 năm. Rồi. Trời ơi, chụp luôn cho nó đẹp quá đẹp dạ. Ủa, cái tô em không có xương vậy? Đó, có chứ, nước nó ngập á. À, dưới hả? Dưới. Nãy thấy anh bưng cái chú kia cái tô xương ngon quá. Nó ăn xương không? À, xương không hả? Vừa cắm vừa xương. À, vừa cắm vừa xương, dạ. À, à, dạ, vừa cắm vừa xương. Trời ơi, đẹp quá. Đây, vừa cắm vừa xương qua đây. Cắm xương, cắm xương. Cái tô này nó có cục xương. Đây, cục xương này nó đẹp nè. Đó. Vừa cắm vừa xương. Rồi là minh họa thêm thôi. Xương này ngon chưa? Hấp dẫn không bà con? À, cục xương nhỏ. Cục xương của nó ngon quá à. Đây, bây giờ tính sao đây? Bây giờ phải tính sao đây? Không biết luôn. Ủa sao thấy Ủa thấy hai bên giống nhau mà ta? Tại ta xin mấy ly đá thì quên. Rồi bây giờ phải chụp một tấm hình. Thiệt sự là phải chụp. Cái tô đẹp quá đẹp. Rồi. Chụp không ok. Dễ hả? Quá hấp dẫn quá. Oh, wow. Hủ tiếu Á Thành nha bà con cô bác thân mến. Á Thành Trà Gia. Rồi, mời bà con bác mình cùng xơi. Trời ơi, cái sợi hủ tiếu nó trong vắt luôn, đã chưa? Nhưng mà cái sợi hủ tiếu này, cái sợi này nó hơi lớn lớn. Mình cảm giác nó giống như cái sợi hủ tiếu của Sa Đéc nhiều hơn là sợi hủ tiếu Mỹ Tho. Ồ, sợi hủ tiếu này nó dày lắm. Mà nó trong. Quanh cái miếng này miếng gì anh? Trứng nè. Ủa trứng nè. Ồ, trứng mà là. Thử đi, ngon, miếng nó ngon lắm. Ôi, độc đáo vậy. Bây giờ số. Tình hình kinh tế khó khăn, các cháu nó mua vé số. Lại lát chấm xương giống vậy chân á. Rồi. Ủa cái miếng trứng độc đáo đi trời. Để thử nha, cái này chưa nêm nếm nữa nha. Nó đi đá không chẳng đi đá. Đảo đảo cho nó thấm. Rồi rồi, đứng lại rồi. Ừ.
tạm ổn, tạm ổn. Nhưng mà cái này có nước tương ngon à. Có nước tương ngon nữa, trộn nó mới đã. Rồi, cảm ơn cô. Cái hủ tiếu dẻo 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 ngon lắm. Rồi để vậy ăn. Ồ, kêu cho hóa thêm một cục xương đi anh, giúp cục xương đi. Mình chơi hai tô xương luôn, nhìn cái cục xương thích quá. Chú ơi, cho con thêm một tô xương nè. Súp xương hay là? Dạ, một súp xương không? Súp xương. Dạ. Tiếng này đặc biệt nha. Thật tiếng này rất đặc biệt. Gà gà nó dẻo dẻo. Rồi giờ mình thử cái nước lèo nha. Oh wow, quá tuyệt vời. Nước bọt rất là thành đó. Đây đó xương đó, đổi cục nhỏ lấy cục này dễ giảm ăn ra. Rồi quá nhi. Không mà nhìn cục xương nhìn đã quá. Nó chất lượng mà nhìn nó muốn ngán. Đó, đây là thấy không? Cục nó rất là to mà nhìn nó không có bị, nhìn nó có bị ngáy. Nhìn cái màu nó đẹp quá đi. Thơm phức à, giống như thịt kho. Mùi nó hơi giống giống như thịt kho vậy nè. Ngon vậy đó. Súp mà ngon. Ở đây có cái xà lách đó. Có cái cải ngọ. Ồ, có cái cải ngọ không mà. Cho chén nước đi mình. Đầu mới đâu đó. Vẫn làm được á. Là mấy chú khách lớn lớn tuổi mà. Bảy mấy. Có người chắc 80 tuổi á. Chắc ăn, ăn đây từ lúc cái quán này mới mở luôn á, mình nghĩ vậy. Thank you.
và khuyến nghị là bà con bác mình nên vô đây nên gọi cái hủ tiếu xương nha. Xương rất đặc biệt, ngon thần sầu. Đồ này hơi bị chất lượng. Thập cẩm thì nó có vừa có xương này, vừa có tôm này, có mực này, có thịt heo. Tiếp. Bên đây còn một miếng cục thương nhỏ nữa. Đó, cục này nhỏ nhưng mà xịn lắm. Nhỏ mà ngon lắm nha, đừng có đùa nha. Quà hết luôn. Ăn tôm nè. Nó chưa đòi đói luôn. Xếp nữa, cũng là ai mà thích cũng có thể gọi thêm bánh bao, thêm bánh xếp. À, xin chào tạm biệt quý khán giả nha, mình được tìm được cái quán hơn nửa thế kỷ, là 1970, quá tuyệt vời. Đây là số 40 đường Hùng Vương, trung tâm thành phố Long Khánh, Á Thành, quán Á Thành Trà Gia, nhưng mà không phải bán trà nha, bán đầy đủ hết. Vừa bán trà, bán bánh, bán luôn vậy. Đặc biệt là hủ tiếu. Sáng bán hủ tiếu, chiều bán bánh mì Sài Gòn, bánh canh cua nữa. Bữa nào chắc có thời gian mình sẽ ăn buổi chiều thử cái bánh canh cua nữa còn sao. Là nhớ nha. Là con quá mình nhớ là tô xương, xương ngon xuất sắc.